2024 rồi, muốn tìm iPhone giá rẻ mà chất lượng ok thì chốt liền iPhone 11 với iPhone 13. Đầu tiên là iPhone 11 nè. Tính tới nay ra mắt cũng được 5 năm rồi nhưng cấu hình vẫn cứ gọi là đỉnh và mượt mà nha. Con chip A13 Bionic vẫn rất là ok la luôn. Xem phim, chơi game, edit video hay là các tác vụ thông thường vẫn cứ gọi là vô tư luôn. Thiết kế của iPhone 11 cũng rất là xịn với khung viền nhôm bo tròn. Mặt lưng kính bóng mang lại cảm giác cầm nắm rất là thoải mái. Đã vậy còn có rất nhiều màu sắc cực bắt mắt nữa chứ. Tiếp theo là về iPhone 13. Mới ra mắt năm 2021 thôi nên là cấu hình vẫn còn đỉnh chán. Con chip A15 Bionic nè, RAM 4GB nên là các tựa game nặng như là PUBG Mobile hay là Liên Quân đều cần được tất luôn nha. Đã vậy em này còn sử dụng tấm nền OLED Super Retina XDR nên là các trải nghiệm xem phim hay là chơi game đảm bảo vẫn rất là vô tư bao la mượt mà luôn. Chưa hết đâu, chụp ảnh, quay video hay thậm chí là chỉnh video cũng rất là nét, rất là êm luôn. Thiết kế thì khỏi phải nói rồi, viền vuông xịn sò, màu sắc bắt mắt, nhất là màu hồng nha, siêu đẹp luôn á. Quan trọng nhất là iPhone 11 với iPhone 13 giá cả tại Thọ Táo hiện nay đang rất là hạt rẻ luôn. Đã vậy còn hỗ trợ gấp không đồng nữa chứ. Anh chị em tranh thủ ghé shop hốt rồi nha.